Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin biểu tượng công lý của Việt Nam từ nhầm lẫn đến phản động. Vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam đã thống nhất chọn vua Lý Thái Tông là biểu tượng công lý trong việc xét xử. Tòa án Nhân dân tối cao đã có văn bản số 141 yêu cầu các tòa án các cấp lựa chọn 3 mẫu tượng vua Lý Thái Tông và nêu 5 lý do quyết định này. Tòa án Nhân dân tối cao cho biết dự kiến chất liệu tượng và khối phụ trợ được đúc bằng đồng đỏ nguyên khối, chiều cao của tượng là 5,3 mét. Và tượng vua Lý Thái Tông sẽ được đặt tại trụ sở của Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân, Tòa án quân sự, các cấp. Sự việc đã dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt trong mạng xã hội. Thứ nhất, gọi là biểu tượng công lý thì không thể lấy một người cụ thể ra đại diện được. Đây là hình ảnh một trong những bức tượng nữ thần công lý phổ biến trên thế giới. Công lý là vô biên, công lý là hoàn hảo, công lý là vĩnh cửu và công lý là toàn thắng và toàn năng. Vì thế, từ ngàn xưa, biểu tượng cho công lý cần viện đến thánh thần. Theo thông lệ quốc tế, các quốc gia như Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Hồng Kông, Thụy Sĩ, Canada, Đức, Brazil, Liên hợp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Mỹ, Úc và rất nhiều nước khác đều lấy hình tượng nữ thần công lý làm biểu tượng của công lý, pháp luật xét xử công bằng. Nguồn gốc của nữ thần công lý đến từ thần thoại Hy Lạp và La Mã. Theo đó, tùy vào mỗi nơi, nữ thần công lý thường được khắc họa miêu tả với 3 biểu tượng đặc trưng, bao gồm cầm một thanh gươm, biểu tượng cho quyền lực cưỡng chế, quyền uy của tòa án, một chiếc cân để phân định cái thiện và cái ác, biểu tượng cho lẽ phải, sự công bằng, chính trực, nghiêm minh, không thiên vị, một chiếc khăn bịt mắt, tượng trưng cho ý tưởng công lý là mù lòa, đề kháng, đối lập lại những áp lực và ảnh hưởng khác. Bởi vậy, bất cứ một ai, dù là vĩ đại đến đâu, dù anh minh đến đâu, mức độ nào cũng không thể là biểu tượng cho công lý. Bởi đã là một con người thì nhân vô thập toàn, tức là đã là một con người công cụ cụ thể thì chắc chắn sẽ có khiếm khuyết và càng không thể là đỉnh cao nhất mọi thời. Chắc chắn có một con người cụ thể nào khác vượt lên được việc này. Một con người cụ thể thì không thể đủ toàn năng để đối phó với các cái ác muôn hình vạn trạng mà tìm được đến với công lý. Thứ hai, chọn biểu tượng công lý là chọn một ông vua Lý Thái Tông là hoàn toàn một sai lầm rất lớn. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Sử học Thành phố Hồ Chí Minh trong một lần giao lưu với công chúng. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Sử học Thành phố Hồ Chí Minh phân tích như sau. Trong vai trò của một vị đế vương thì củng cố hệ thống pháp luật chỉ là một trong những việc làm của vua Lý Thái Tông, bên cạnh có rất nhiều những hành xử khác nhằm mang lại lợi ích cho quốc gia và dòng tộc. Việc vua Lý Thái Tông ban hành hình thư như một biểu hiện cụ thể của việc trị nước, không chỉ để hướng dẫn, xét xử mà còn để giáo hóa ý thức pháp luật cho quan lại và dân chúng thời ấy. Và nếu chọn ông là biểu tượng đại diện cho cơ quan thi hành công lý thì chưa thật phù hợp, bởi vì ông là vị vua của thế kỷ thứ 11 với nền hành pháp còn khá sơ khai, đơn giản, không phức tạp và vô cùng khó khăn như hiện nay. Chưa kể quan niệm về vai trò của nhà vua trong xã hội phong kiến có quyền sinh quyền sát tuyệt đối với dân đen, có quyền ban thượng phương bảo kiếm cho người thay mặt mình xử tội mà không cần xem xét. Hai ý nghĩa đó ngày nay không còn phù hợp nữa. Một người khác, tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, giảng viên môn lịch sử mỹ thuật Việt Nam, Đại học Mỹ thuật Việt Nam Hà Nội còn nhắc lại như sau. Vua Lý Thái Tông có một vết nhơ mà lịch sử ghi chép lại liên quan đến nàng Mi Ê, chính phi của vua Sa Đẩu. Vua sau khi bình định Chiêm Thành, giết chết vua Xà Đầu, còn bắt về hàng trăm cung nữ ca kỹ thợ giỏi, trong đó có bà Mi Ê, vợ của vua Gia. Khi về đến thời triều Lý, vua triệu bà sang hầu thì Mi Ê lấy chiên quấn khăn quanh mình rồi nhảy xuống sông Châu Giang tuẫn tiết. Nhà thơ Tản Đà còn làm một bài thơ tâm sự nàng Mi Ê nói về bà như sau. Châu Giang một dải sông dài, thuyền ai than thở một người cung phi. Đồ bàn thành phá hủy, ngọa Phật pháp thiên di, thành tan tháp đổ, chàng tử biệt, thiếp, sinh ly. Đó là nỗi đau ngàn năm nay của đồng bào Chăm mà chúng ta không bao giờ được quên. Thứ ba, nhìn tổng thể thì cả ba mẫu tượng để lựa chọn đều có nhược điểm, rất trầm trọng là giống tượng Lý Thái Tổ, tính chất sao chép rất rõ ràng. Đây là hình ảnh ba mẫu tượng vua Lý Thái Tông được đưa ra lấy ý kiến cán bộ ngành tòa án. Có ba mẫu phác thảo tượng vua Lý Thái Tông đã được gửi lấy ý kiến cán bộ ngành tòa án. Mẫu số 1,
vua cầm cuốn hình thư trên ngực trái với hàm ý sâu xa việc xử án phải có trái tim nhân hậu, tay phải nâng cao như chỉ dạy khuyên bảo. Mẫu thứ hai, tay phải vua cầm gươm với hàm ý xét xử theo hình luật đúng sai nghiêm minh, nghiêm trị. Mẫu số 3, tay phải vua cầm cuốn hình thư, tay trái cầm cán cân công lý. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đề cập đến 3 mẫu tượng do nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường trưng ra, có tượng một bên tay cầm quyển sổ, tức là hình thư, và một tay cầm cái cân, là hình ảnh rất nhạo báng. Thêm vào đó, vua khi thiết triều thì ngồi chứ không đứng, và vua đội mũ bình thiên rất giống với tượng Lý Công Uẩn ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là kiểu mũ của Trung Quốc đã bị dư luận xã hội từng phản ánh gay gắt trước đây. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời một chuyên gia ngành tòa án cho rằng mẫu phác thảo của Tòa án Nhân dân tối cao đưa ra là sự sao chép quan niệm Đông Tây một cách gượng ép. Cái cân biểu tượng cho lẽ phải sự công bằng là quan niệm của phương Tây. Bắt ông vua phương Đông giơ cái cân thì có thể là rất phản cảm. Và thứ tư, việc đặt tượng trong khuôn viên của trụ sở tòa án là không phù hợp. Đây là hình ảnh trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao số 48, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết rằng việc dựng tượng có thể sẽ phá vỡ không gian và làm xáo trộn cảnh quan các trụ sở của tòa án, nhất là tòa án địa phương có phạm vi nhỏ hẹp, thậm chí sử dụng thêm đất bên ngoài của tòa án. Đáng lưu ý nhất là tượng đài ở Việt Nam kiểu gì cũng có bát hương và sẽ phát sinh nghi lễ, đặt hoa, thắp hương, khấn vái và nhiều việc khác. Và điều đấy dẫn đến là vô hình chung đã làm cho cảnh quan của tòa án không còn là nơi tôn nghiêm nữa. Luật sư Nguyễn Văn Quỳnh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định như sau: ngành tòa án xét xử phải dựa trên chứng cứ khoa học và nhân danh pháp luật. Việc đặt tượng trên toàn bộ hệ thống tòa án khiến người ta tưởng đến thần quyền và yếu tố tâm linh. Đây là điều tuyệt đối không nên có trong hệ thống tư pháp. Nhà báo Trần Đăng Vũ, Trần Quang Vũ còn đánh giá việc dựng tượng vua thời Lý tại trụ sở tòa án nhân tối cao thể hiện một tư duy thô thiển đến mức tư tưởng phản động bởi hai lý do như sau. Thứ nhất, xã hội loài người đang ở hình thái thứ tư. Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang ở hình thái thứ năm, hình thái xã hội chủ nghĩa. Trước đó là hình thái của xã hội tư bản chủ nghĩa, hình thái xã hội chủ nghĩa, hình thái xã hội phong kiến, quân chủ. Hình thái xã hội chiếm hữu nô lệ đầu tiên là công xã nguyên thủy. Ấy là những thứ học được từ triết học Marx Lenin, phần duy vật lịch sử dạy trong các trường trung cấp, cao cấp chính trị. Đi với hình thái xã hội chủ nghĩa là nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, tức là nền pháp chế của nhân dân. Nền pháp chế của nhân dân mà dựng ông vua cầm cân, đây là một câu hỏi, tức là một nền pháp chế của những kẻ tôi đòi bị đàn áp bởi thiên tử. Và Việt Nam đang ở hình thái xã hội thứ 5, quay ngược về hình thái thứ 3, từ quốc gia của Đảng Cộng sản lãnh đạo chuyển thành quốc gia của vua cầm quyền. Và thứ hai, hành trình đến chỗ xây dựng chế độ Cộng hòa nghị viện là hành trình xương máu đặt tinh hoa của loài người. Xã hội chủ nghĩa cũng nghị viện, tư bản chủ nghĩa cũng có nghị viện. Các quốc gia còn ít nhiều hình thái quân chủ như Anh, Nhật Bản, Thái Lan cũng có nghị viện. Mấy ông quan tòa đang muốn dựng lên biểu tượng quân chủ tập quyền. Luật do vua ban hành, phán xử do vua quyết định, thi hành luật là các đao phủ do vua phong. Và Việt Nam đang vươn tới nền dân chủ thông qua nghị viện. Những thế lực thù địch đang vu cho đất nước ta độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo, độc quyền mọi thứ. Và xây dựng hình tượng quân chủ tập quyền, chứ không phải quân chủ Cộng hòa lập hiến, là sự phù họa cho các luận điểm xuyên tạc phản động hơn tất cả mọi sự phản động. Không phải là hồn nhiên, không phải là ngây ngô chính trị, mà chắc chắn phải có dụng ý gì. Và việc lựa chọn biểu tượng công lý mới sẽ làm phát sinh thêm rất nhiều chi phí, tốn kém nhân lực, không cần thiết cho việc thi công tượng, đặt tượng, chi phí bảo vệ, bảo trì và rất nhiều thứ khác nữa. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang hoành hành toàn cầu, kinh tế thế giới và cả Việt Nam còn đang khá lâu nữa mới có thể hồi phục được. Đây là hình ảnh chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp Hội đồng nghệ thuật xây dựng tượng đài vua Lý Thái Tông, nhân vật lịch sử tiêu biểu cho hoạt động xét xử của Việt Nam và cố chánh án Tòa án Nhân dân qua các thời kỳ do Tòa án Nhân dân tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 4. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã làm một phép tính cụ thể trên việc xây dựng các trụ sở của tòa án như sau. Thống kê đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2020, Việt Nam có 707 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 77 thành phố trực thuộc tỉnh, 52 thị xã, 49 quận và 529 huyện,
trong đó có 12 huyện đảo. Ngoại trừ huyện đảo Hoàng Sa, nếu tính cả tòa án ở 63 tỉnh thành cùng 3 tòa án tối cao, 3 vùng, thì toàn quốc có 772 đơn vị hành chính có tòa án. Chỉ riêng bức tượng đồng cao 5,3m dự định đặt trong khuôn viên của Tòa án Nhân dân tối cao cũng tốn kém hàng trăm triệu đồng, chưa nói đến khả năng khai giá lên hàng tỷ bạc. Như vậy, ngoài bức tượng ở Tòa án Nhân dân tối cao thì còn phải có thêm 771 biểu tượng công lý nữa đặt ở các đơn vị hành chính của tòa án. Dù kích thước nào đi nữa thì mỗi biểu tượng cũng muốn tới thiểu là khoảng 200 triệu đồng, nghĩa là cần tới 154,4 tỷ đồng. Nhưng làm gì có tượng đồng công lý nào giá 200 triệu đồng khi qua ngân sách nhà nước là một câu hỏi được đặt ra. Vào thời điểm đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang xảy ra mà máy xét nghiệm được nâng giá từ 1,5 đến 2 tỷ đồng lên thành 5 đến 8 tỷ đồng, thì những bức tượng của vua Lý Thái Tông cũng phải được thổi giá lên từ 3 đến 5 lần. Nếu tính trung bình mỗi bức tượng là 1 tỷ đồng, thì các tượng công lý đặt ở tòa án sẽ ngốn khoảng kinh phí lên tới 772 tỷ đồng. Và nếu không ngăn cản được chuỗi phi vụ này thì hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của dân sẽ bị hoang phí và sẽ còn làm liên lụy đến cả vua Lý Thái Tông khi sự anh minh và liêm khiết của ngài bị mang ra làm tấm màn che mù quáng cho tham nhũng. Và trước sự phản đối kịch liệt của dư luận, Tòa án Nhân dân tối cao vào chiều ngày 28 tháng 4 đã tổ chức cuộc họp báo Hội đồng Nghệ thuật xây dựng vua Lý Thái Tông. Trong vai trò chủ trì cuộc họp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên bố sẽ chỉ dựng tượng vua Lý Thái Tông tại trụ sở của Tòa án Nhân dân tối cao và cán bộ ngành tòa án sẽ góp tiền để dựng tượng. Tiếp đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao không có thẩm quyền để lựa chọn biểu tượng công lý. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải kêu oan cho con và bài báo về Hồ Duy Hải. Đây là một vụ án oan thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều năm qua trong và ngoài nước. Luật sư Nguyễn Văn Quynh thẳng thắn cho rằng, nếu sau này mỗi cơ quan tư pháp đều tự mình lựa chọn một biểu tượng công lý thì sẽ ra sao? Việc lựa chọn hình tượng nào để trưng bày theo tôi không có ý nghĩa gì về mặt nhận thức. Quan trọng là đạo đức, trí tuệ của thẩm phán có đủ đem lại công lý cho người dân hay không. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội cũng cho rằng việc lựa chọn một biểu tượng công lý mới có thể sẽ không mang lại hiệu quả như mong muốn, bởi vẫn còn án sai, oan. Việc lựa chọn một biểu tượng công lý không thể sánh được với việc bản thân hệ thống tòa án tự mình rèn giũa kiến thức, đạo đức và kỹ năng ngành nghề. Và mục đích là hạn chế tối đa việc xét xử oan sai, và đây mới là điều mà nhân dân mong mỏi ở ngành tòa án, ông nói. Luật sư Đặng Đình Mạnh thì cho biết thêm, ông cùng nhiều đồng sự trong giới luật sư mong muốn ngành tư pháp nên cần thiết chú trọng vào thực tiễn công lý trong các phiên tòa Việt Nam hiện nay hơn là quyết tâm dựng tượng công lý. Ông nói, cần tòa án ban phát công lý, chứ người dân không cần tòa án dựng lên một bức tượng công lý. Tại vì dựng bức tượng công lý thì công lý chưa hẳn là có. Như vậy, cứ ban phát công lý cho họ trước đi, rồi sau đó muốn dựng tượng thì chắc chắn mọi người cũng ủng hộ thôi. Trong bối cảnh Việt Nam vừa mới dừng cách ly xã hội, chấp nhận tình trạng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội, tức là đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi cả nước chung tay cố gắng. Ngoài Biển Đông thì Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền của họ toàn bộ trên Trường Sa và Hoàng Sa cũng như gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để khẳng định điều đó. Và họ cũng không ngừng các hành vi ngang ngược, đe dọa chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Trong khi đó thì Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại có những ý tưởng lố bịch như vậy. Tiến sĩ Trần Hậu Yên thế đã khẳng định một cách ý tưởng đầy rẫy sự nhầm lẫn, chọn không đúng người, đặt tượng không đúng chỗ, phong cách tượng cũng không đúng thời, tư duy biểu tượng không đúng cách. Trong khi chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành tòa án hiện nay đang được rất báo động, thử làm những cuộc khảo sát xem xét những vụ án nào mà dân chưa thỏa mãn, có bao nhiêu vụ án bị ngâm từ năm này sang năm nọ, bao vụ oan ức dân kêu khoan khắp nơi vẫn chưa được giải quyết cho thấu đáo, và còn rất nhiều nữa. Như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã khẳng định, khi mà hàng ngàn án oan sai nối tiếp nhau không dứt, từ năm này qua năm khác kéo dài cả chục năm, thì không một nhân vật lịch sử cụ thể nào trong quá khứ có thể cứu chữa nổi. Ngay đưa vua Lý Thái Tông ra làm biểu tượng công lý, đặt nơi công đường mà án oan vẫn tiếp tục kéo dài, án bỏ túi, từng hàng, án ăn tiền hàng chuỗi thì chỉ làm liên lụy đến thanh danh của ngài. Hãy để cho ngài yên. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 với bản tin Biểu tượng công lý của Việt Nam từ nhầm lẫn đến phản động.
Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.